Chi chắc chắn là sẽ có rất là nhiều cảm xúc muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Đặc biệt này, cũng như là về nội dung của bài hát thì nó nói về tình đồng đội, về cái sự mà thúc đẩy nhau, động viên nhau vượt qua những khó khăn, giống như tất cả những lời động viên của mọi người ngày hôm nay dành cho Chi vậy đó. Và đặc biệt xin cảm ơn tất cả những người đồng đội của Chi đã giúp Chi có được một cái cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã giúp ước mơ của Chi thành sự thật. Bởi vì 10 năm trước khi Chi là một cô bé thì Chi rất là ước mơ năm mình 20 tuổi cũng là tròn 10 năm mình hoạt động nghệ thuật, mình sẽ có một đêm diễn. Nhưng mà Chi không nghĩ nó đông như thế này. Chi chỉ nghĩ là tầm 200 người thôi. Nhưng mà không nghĩ là lên 2.000 mấy người, thật sự em cũng không nghĩ tới được. Nên là cảm ơn mọi người rất nhiều. Quá trình làm anh Quân thì bản thân tụi em cái album này được viết trong vòng 2 tháng rưỡi. Có nghĩa là mỗi tuần đều đặn thứ ba hàng tuần là Chi sẽ lên studio của Ditas. Và trong một ngày đó là mỗi ngày tụi em sẽ phải hoàn thành một ca khúc. Thì ở trong album có 10 ca khúc. Thì tụi em cùng với lại Team Minus là lứa thực tập sinh tiếp theo kế cận của Ditas cũng đã làm việc và làm việc với Chi để có thể mỗi ngày sau khi mà mình làm việc nó sẽ có một cái demo cũng như là một cái ca khúc hoàn chỉnh. Thì bản thân tụi em cũng rất là vui khi mà gọi là có cơ hội để đồng hành với Chi cho dự án này. Mọi người nói á, là chỉ có con nít mới chọn thôi, còn các bạn là chọn hết đúng không ạ? Đúng rồi. Em nghĩ là mỗi ca khúc đều có một cái ý nghĩa cũng như là một cái những cái đặc thể rất là kỹ của Ditas và cũng như là bé Chi trong từng cái ca khúc, cũng như là tụi em cũng mong muốn một điều là có thể kết hợp những thế mạnh của bé Chi trong suốt 10 năm qua. Như mọi người thấy là bé Chi là một cô bé dân ca nhưng mà bây giờ làm một Phương Mỹ Chi kết hợp giữa dân ca và những dòng nhạc thịnh hành nhất trên thế giới. Thực sự đây là một cái chương trình rất là đáng nhớ của Chi. Và anh nghĩ là đây là một cái trải nghiệm rất là thú vị cho tất cả mọi người, kể cả em. Nhiều khi mình sẽ biến những cái bất lợi thành cái lợi thế của mình. Biết rằng là lát nữa em diễn đây em cũng sẽ ướt, nhưng mà lúc mình đang giao lưu với là tất cả các khán giả, em nên khô ráo nhất có thể. Tại vì anh và em bận thôi. Nhiều khi mình tụt tù rồi mình sẽ không có hát được hay. Và hy vọng rằng là với tất cả cái sự yêu thương của mọi người ở đây, không ai về hết, sẽ giúp cho ngày hôm nay tuy có mưa nhưng mà chương trình của chúng ta sẽ nóng nhất có